Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với TV. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những chiếc điện thoại chính hãng ngon ở trong phân khúc giá khoảng 4 triệu đồng. Và trên tay mình là một trong số đó, với chiếc Nokia 6.1 Plus hàng chính hãng này. Tuy nhiên thì có vẻ như nó đã bị lãng quên bởi hàng loạt những sản phẩm được ra mắt thời gian gần đây. Vậy chiếc Nokia 6.1 này nó có ngon hay không và nó có đáng mua không thì mình sẽ phân tích kỹ hơn ở trong video này, với mức giá hiện tại của nó chỉ khoảng hơn 4 triệu đồng mà thôi. Nếu các bạn còn nhớ, tại thời điểm ra mắt thì Nokia 6.1 Plus được bán với mức giá 6,5 triệu đồng. Nhưng khá đen cho chiếc smartphone này khi mà đúng lúc đó chúng ta có rất nhiều những sản phẩm khác cạnh tranh ở trong cùng tầm giá. Đó là những sản phẩm đến từ Xiaomi, Huawei. Và ngay bây giờ chúng ta có hàng loạt những sản phẩm tầm trung giá rẻ khác của Samsung như là M20, M30 hay là A50. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi giá bán của nó được điều chỉnh lại chỉ còn hơn 4 triệu đồng tại riêng của mình. Khi mua thì các bạn còn sẽ được tặng thêm một chiếc tai nghe Bluetooth Sport không dây nữa. Đây sẽ là mức giá mình đánh giá là nó sẽ giúp cho chiếc máy này hoàn toàn có cửa để cạnh tranh lại với bất kỳ chiếc điện thoại nào ở trong cùng phân khúc trên thị trường, khi bản thân nó là một sản phẩm chính hãng có nhiều điểm hiện đại như là màn hình tai thỏ tràn cạnh, camera kép cũng như là chế độ bảo hành toàn diện rất tốt, và chúng ta có một thương hiệu Nokia, cái tên đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ người dùng công nghệ. Và đối với chiếc Nokia 6.1 Plus này, chúng ta có một câu hỏi khá là phân vân, đó là nên mua Nokia 6.1 Plus hay là chiếc Nokia X6, tức là phiên bản nội địa của chiếc Nokia 6.1 này. Thì câu trả lời của mình ở thời điểm hiện tại đó chính là chiếc Nokia 6.1 Plus mình đang cầm trên tay đây. Thực tế thì câu trả lời có thay đổi theo thời gian. Trước đây khi mà Nokia X6 phiên bản nội địa của 6.1 Plus về Việt Nam với mức giá khoảng 4 triệu đồng rất là tốt, rẻ hơn khoảng 2,5 triệu đồng so với hàng chính hãng, thì hồi đó rõ ràng nó rất đáng để chúng ta cân nhắc về việc chấp nhận một số bất tiện ban đầu của phiên bản nội địa. Tuy nhiên với mức giá chênh lệch chỉ còn khoảng vài trăm ngàn đồng như bây giờ thì chẳng có lý do gì chúng ta không chọn chiếc 6.1 Plus để có một sản phẩm chính hãng, có ngay tiếng Việt, có ngay kho ứng dụng Safe Play chuẩn xịn mà không cần phải cài đặt thủ công. Bên cạnh cái cấu hình vẫn như vậy thì giá bán của nó chỉ chênh lệch khoảng vài trăm ngàn đồng thôi. Chúng ta còn một cái vấn đề khác cần quan tâm, đó là chế độ bảo hành. Thì chiếc Nokia 6.1 Plus chính hãng này các bạn sẽ được nhận chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày. Thì cái bảo hành ở đây bao gồm toàn diện thân máy như là nguồn, màn hình vân tay. Chúng ta sẽ không mất tiền ra mua thêm như hàng nhập khẩu. Thì đây là một cái lợi thế rất lớn. Và đối với chiếc Nokia 6.1 Plus này, một số thông tin khác dành cho những bạn nào quan tâm tới em nó, đó là số lượng hàng chính hãng đã không còn nhiều, nên đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho những ai đang tham khảo Nokia X6, là lựa chọn thay thế hoàn hảo, cũng như là một trong những lựa chọn không thể bỏ qua ở trong tầm giá này. Mặc dù mình biết là có nhiều smartphone Xiaomi khác nổi bật hơn, nhưng mình tin rằng Nokia 6.1 Plus vẫn có cửa để so sánh từ thương hiệu Nokia, từ những thứ bên trong nó và trải nghiệm nó mang lại chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với bất kỳ đối thủ nào ở cùng phân khúc trên thị trường. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này đó là ở bên trong máy nó được cài sẵn cái hệ điều hành Android One, một thứ giao diện gốc đến từ Google với không một chút nào tùy biến cả, nó sẽ mang lại cho ta cái trải nghiệm tốt nhất. Có một điều nữa đó là về cập nhật thì đây sẽ là chiếc máy sẽ luôn nhận được phiên bản mới nhất của Google tung ra. Và trên chiếc máy này thì ở bên trong máy cài sẵn Android 8, tuy nhiên thì vừa mới bật lên xong mình đã cập nhật được lên Android 9 rồi, rất là nhanh. Và vừa rồi là những chia sẻ nhanh của mình về chiếc Nokia 6.1 Plus hàng chính hãng tại thời điểm trên máy này chỉ còn khoảng hơn 4 triệu đồng. Đây là một chiếc máy rất là đẹp với thiết kế từ bên ngoài. Chúng ta có những cái điểm mạnh như là màn hình tai thỏ tràn cạnh này, camera kép, tính năng 2 SIM và chạy trên nền tảng Android One rất là mượt mà đến từ Google. Bên cạnh mức giá bán đã rất rẻ rồi, các bạn khi mua hàng tại Di Động Minh sẽ còn được tặng thêm một chiếc tai nghe Bluetooth. Bên cạnh chiếc tai nghe có dây được tặng kèm nếu như bạn nào thích sự đơn giản và thuận tiện khi di chuyển bên ngoài. Thông tin chi tiết hơn thì các bạn có thể tham khảo tại link dẫn tới sản phẩm trên website didongminh.vn ở phần mô tả dưới video. Và video chia sẻ nhanh của mình về chiếc Nokia 6.1 Plus đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên để lại ý kiến của bạn về chiếc Nokia 6.1 Plus này ở ngay bên dưới video để chúng ta cùng nhau bàn luận, cũng như là bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.